Thưa quý vị, theo tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Quỹ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021. Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Quỹ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại nhà riêng số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Định, thành phố Hà Nội. Lễ chiến, lễ truy điệu, lễ an táng đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau.